Việt Hương khóc khi ra mắt phim Mazda. Trong buổi công chiếu sớm cho truyền thông, Việt Hương nói vai diễn là dự án thách thức nhất sự nghiệp khi ghi hình ở vùng sông nước Cà Mau hơn một tháng. Lần đầu tôi tham gia một vai nguy hiểm đến vậy. Nhiều người hỏi gần 50 tuổi sao phải vất vả làm gì. Tôi đáp, tiền bạc dù nhiều đến đâu, chưa chắc mua được cảm giác thỏa mãn với nghề, diễn viên cho biết. Thời gian quay, Việt Hương phải ngâm mình trong rừng đước, da bị dị ứng, nổi mẩn ngứa, viêm tấy. Những ngày cuối, chị nhiễm phong hàn, thường bị đau bụng, mất cột hơi, người ớn lạnh. Có lần, Việt Hương phải nhập viện, được chẩn đoán lệch một bên mặt do cơ thể nhiễm lạnh. Trong tác phẩm Dán nhãn 16, diễn viên vào vai bà Lệ, một phụ nữ lam lũ, chuyên tìm kiếm thi thể bị đuối nước, hỗ trợ gia đình nạn nhân làm hậu sự. Nhiều hiện tượng lạ xảy ra sau lần bà vớt xác của một thanh niên qua đời bí ẩn. Một người thầy trong xóm, Trung Dân đóng, cảnh báo gia đình bà có thể là nạn nhân tiếp theo của Mazda. Biến cố xảy ra khi Nhung, con gái bà Lệ, mất tích, khiến bà hoảng loạn. Tác phẩm mở màn cho chuỗi dự án kỷ niệm 30 năm theo nghề của Việt Hương, kể từ 1994, năm chị vào trường sân khấu điện ảnh Tiền Phong Hồ Chí Minh, đến nay. Ngoài Việt Hương, Trung Dân, phim còn quy tụ các nghệ sĩ Thành Lộc, Diệu Đức, ca sĩ Cẩm Ly, bé Dạ Trúc, Duy Anh. Đạo diễn cho biết muốn làm phim kinh dị theo chất liệu từ cuộc sống đời thường, văn hóa, phong tục tập quán của người Việt. Kịch bản lấy ý tưởng từ các mẩu chuyện ly kỳ được đồn thổi trong dân gian. Từ bé, đạo diễn từng được nghe nhiều người lớn dặn không được tắm sông kẻo Mazda kéo giò. Những lời truyền miệng đó trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều thế hệ, tạo cảm hứng cho chúng tôi thực hiện tác phẩm, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết. Việt Hương, 48 tuổi, nổi tiếng khi tham gia gala cười cùng nhiều nghệ sĩ, liên tiếp đoạt giải nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến 2005. Diễn viên đóng nhiều phim chiếu rạp như Nhà có năm nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D, Nhà không bán. Những năm gần đây, Việt Hương còn nổi tiếng với vai trò sản xuất nhiều web drama như Cân mẹ, Xóm chùa. Chị kết hôn cùng nhạc sĩ Hoài Phương, có một con gái, bé Elisa. Việt Hương, tôi lì lợm khi đóng vai mạo hiểm. Việt Hương nói không ngại lan xả, ngâm mình dưới nước để vào vai người làm nghề vớt xác trên sông trong phim Mazda. Diễn viên đóng vai chính phim điện ảnh do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, sẽ ra rạp vào tháng 8. Dịp này, chị nói về công việc và hôn nhân 18 năm bên chồng, nghệ sĩ kèn saxophone Hoài Phương. Trải nghiệm của chị với vai diễn mới là gì? Tôi có hơn một tháng quay hình tại rừng ngập mặn Cà Mau. 30 năm làm nghề, lần đầu tôi hóa thân một nhân vật làm nghề nguy hiểm. Dù vậy, tôi không thấy sợ vì từng đối diện nhiều sự mất mát, từng tự tay lo cho đồng nghiệp qua đời đột ngột. Tôi xem vai diễn này là duyên. Các cảnh chính của tôi diễn ra dưới nước, phải ngâm mình nhiều giờ giữa lòng sông. Khi tôi tập trên cạn, mọi thứ khá trơn tru, nhưng đến ngày quay, lúc đầu không được như ý vì con nước thay đổi thất thường. Tôi chẳng có kinh nghiệm nào về công việc của nhân vật, phải học cách bơi, lặn điều khiển vỏ lãi, xuồng máy ở miền Tây, làm quen với nước sông bẩn để diễn sao cho thật nhất. Tôi còn đi nhuộm da, phơi phèn để giống với vai người phụ nữ lam lũ. Trong một cảnh giữa lòng sông, ekip trang bị dây bảo hộ, luôn có người neo giữ để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Nhưng có lúc tôi chủ quan, thả trôi người khi xuôi dòng, bất ngờ gặp con nước dữ nên bị cuốn ra xa, làm mọi người hốt hoảng. May mắn, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát nên không gây hậu quả đáng tiếc. Sau sự việc tôi rút ra bài học về sự thận trọng. Ông bà có câu nhất thủy, nhì hỏa, trước sông nước, con người nhỏ bé lắm, tôi không còn dám xem thường điều đó. Động lực nào để chị nhận lời tham gia? Có người hỏi tôi ở tuổi gần 50 sao phải vất vả trước ống kính máy quay làm gì? Tôi luôn đáp, tiền bạc dù nhiều đến đâu, chưa chắc đã mua được cảm giác thỏa mãn với nghề. Dù có làm gì, tôi vẫn yêu nghề diễn nhất. Sau mỗi cảnh quay khó, tôi sung sướng, cảm giác như vừa thắng một trận game. Khi sức khỏe còn tốt, tôi muốn dốc sức để xứng đáng với tình cảm của khán giả. Bản tính tôi lì lợm, thích sự thử thách khi đóng vai mạo hiểm. Tôi không sợ khổ cực, xấu, luôn hợp tác tốt nhất với đạo diễn trên phim trường. Tôi từng đóng các nhân vật có số phận bi kịch, hoàn cảnh đặc biệt như bị câm, mù, điên loạn. Nhưng mỗi nhân vật như thế đều mang đến cho tôi bài học, hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống. Một vài phim gần đây chị tham gia không đạt doanh thu tốt, chị mong chờ điều gì ở tác phẩm mới? Mỗi vai diễn khi nhận lời, tôi đều dốc hết tâm huyết để không hối tiếc. Nếu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đạt như ý nguyện, thì tôi xem đó là số mệnh của một diễn viên, không thể đổ lỗi cho ai. Từ lúc vào nghề đến nay, tôi chưa bao giờ xem mình là thứ nhất, cũng rất sợ được mọi người gắn cho mình danh xưng nào đó. Một đồng nghiệp của tôi từng chia sẻ áp lực khi được gọi là ông vua phòng vé. Tôi đồng cảm nên cố gắng giữ cho bản thân tâm thế làm nghề thoải mái. Tôi không bao giờ cho đàn em hay học trò gọi mình là chị hai, chị ba, bảo cứ gọi là Việt Hương. Tôi cảm nhận còn dư năng lượng, thích vai diễn khó trên phim, dựng kịch. Trong công việc, tôi tôn trọng mọi người dù là bộ phận nhỏ nhất trong đoàn. Tôi không bao giờ cãi cọ hay gây chuyện với đạo diễn. Với tôi, sự đồng lòng của một tập thể là rất quan trọng. Đóng vai khó, tôi được nhận các C cao, nhưng tiền không phải là tất cả với tôi. Điều tôi trân trọng hơn cả là tình đồng nghiệp, khoảnh khắc mọi người san sẻ cho nhau từng miếng bánh ăn chống đói trên phim trường. Với tôi, làm diễn viên đừng chỉ nghĩ đến tiền hay có quan điểm chỉ làm đúng công sức với thù lao nhận được. Chị giữ sức khỏe thế nào để làm nhiều công việc cùng lúc? Tôi nghĩ quan trọng nhất là ăn uống sạch. Tôi không uống nước ngọt có ga. Từ lúc làm nghề đến nay, tôi chỉ có khoảng 3 năm phải ăn uống bên ngoài. Còn lại, các bữa đều do mẹ, chị gái nấu. Khi đi công tác xa, tôi luôn có người theo cùng để đảm bảo ăn sạch, tránh dầu mỡ. Việt Hương, hôn nhân của tôi từng bị lung lay. Việt Hương nói tình cảm giữa chị và chồng, nhạc sĩ Hoài Phương, bị lung lay lúc chị ở suốt trong nước, còn chồng ở Mỹ. Do tính chất công việc, tôi không có nhiều thời gian tập thể dục, thỉnh thoảng bơi, đi bộ tại nhà. Tôi cũng không sử dụng thực phẩm bổ sung, nếu cần đến thuốc sẽ hỏi bác sĩ kỹ mới dùng. Tinh thần thoải mái là yếu tố quan trọng không kém. Tính tôi rất thẳng, không bao giờ giữ điều không vui trong lòng vì dễ gây ức chế. Khi về nhà hoặc bất kỳ lúc nào có thể nghỉ ngơi, tôi chọn giấc ngủ sâu để tái tạo năng lượng. Chồng cổ vũ tinh thần chị ra sao? Nghệ sĩ kèn saxophone Hoài Phương ra mắt Hoài Phương In Concert, live show của anh, được vợ hỗ trợ thực hiện, lần đầu phát hành trên YouTube hồi đầu tháng 9. Dịp này, cặp nghệ sĩ nói về sự đồng hành và tình yêu trong 16 năm gắn bó. Việt Hương sinh năm 1976, nổi tiếng khi tham gia gala cười cùng nhiều nghệ sĩ, đoạt giải nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến 2005. Diễn viên đóng nhiều phim chiếu rạp như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Cưới Chạy, Xóm Trọ 3D, Xóm Chùa. Năm 2006, Việt Hương kết hôn cùng nhạc sĩ Hoài Phương, định cư tại Mỹ. Họ có một con gái, bé Elisa, 12 tuổi. Hoài Phương sinh năm 1971. Năm 1989, anh đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thời sinh viên, anh từng lập nhóm nhạc với Bằng Kiều nhưng khi nhóm tan rã thì sang Mỹ du học. Ông xã ủng hộ đam mê của tôi vô điều kiện. Khi tôi cắt tóc tém hay cạo đầu để phục vụ vai diễn, anh vẫn khen vợ đẹp. Khoảng thời gian tôi đi quay phim dài ngày, anh Phương hỗ trợ điều hành công việc kinh doanh. Tôi may mắn vì có chồng tâm lý. Ngoài giúp tôi yên tâm tập trung cho nghệ thuật, anh Phương còn quan sát, lo cho sức khỏe của vợ. Chẳng hạn, lâu lâu không thấy tôi ăn thịt bò, uống chút rượu vang, anh gợi ý để đưa vào thực đơn nhằm bổ sung dinh dưỡng. Sau nhiều năm chung sống, tôi thấy quan điểm nồi nào úp vung đó không sai. Ngày trước, tôi dễ quạo nếu không hài lòng về một việc gì đó, giờ thì đã giảm nhờ học ở anh sự kiên nhẫn. Tôi thấy hôn nhân phải biết nhịn, bù đắp thiếu sót cho nhau. Tôi luôn tôn trọng mọi sở thích của bạn đời, chẳng hạn anh muốn mở phòng thu mới, sắm nhạc cụ mới, tôi đều không cản. Chị dành thời gian cho con gái thế nào khi chạy sâu? Ở tuổi 15, con tôi, bé Elisa Nguyễn Phương Vi, bắt đầu thay đổi tính cách khi bước vào giai đoạn dậy thì, có lúc khó chiều. Tuy nhiên, con là người hiểu chuyện, biết chia sẻ với bố mẹ nên vợ chồng tôi không gặp khó khăn trong việc nuôi dạy. Tôi hay tâm sự với bé, chẳng hạn đi làm xa sẽ hỏi xem con có đồng ý. Trong nhà, chồng tôi nghiêm khắc hơn trong việc giáo dục con. Khi thấy không khí gia đình căng thẳng, tôi sẽ tìm cách kìm anh lại để con không sợ. Dù thế, mỗi khi có chuyện cần xử lý hoặc giúp đỡ, người bé tìm đến đầu tiên luôn là bố. 3 năm qua khi từ Mỹ về Việt Nam sinh sống, con thích nghi khá tốt, giữ vững thành tích học tập ở trường. Bé có khiếu học ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh còn học thêm tiếng Trung, Tây Ban Nha. Việt Hương, chồng là hậu phương vững chắc của tôi. Việt Hương nói khi đi bên nhau, chồng chị, nghệ sĩ Hoài Phương, luôn nắm tay, sợ vợ ngã vì thấp bé lại mang giày cao gót. Vì sao chị và chồng quyết định từ Mỹ về nước sống? Công việc tôi trước đây chủ yếu ở trong nước còn ông xã tôi, Hoài Phương, lại quen sống ở Mỹ. Vợ chồng, con cái luôn xa nhau, một năm gặp được vài lần. Mấy tháng trước, mẹ chồng tôi qua đời. Chúng tôi thấy cuộc đời vô thường trước nhiều biến cố. Anh Phương nói với tôi gia đình cần phải ở bên nhau nhiều hơn. Vì vậy, hồi đầu năm, chúng tôi về nước sau hơn 20 năm sống xứ người. Con gái tôi, bé Elisa, theo học tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi bùng dịch, bé chuyển sang học online tại nhà. Nhóc tỳ hòa đồng, dễ thích nghi nên nhanh chóng có nhiều bạn mới. Chồng tôi cũng có kế hoạch công việc riêng. Trước mắt, anh dành phần nhiều thời gian hỗ trợ tôi quản lý công ty mỹ phẩm và đồng hành trong công việc thiện nguyện. Thời gian này chị hoạt động thiện nguyện với tần suất thế nào? Ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn chống dịch mới. Việc di chuyển, vận chuyển khó khăn hơn trước rất nhiều nhưng tôi cũng cố gắng đưa lương thực, thực phẩm đến bà con khó khăn. Trước ngày thành phố thực hiện giãn cách triệt để, tôi đã lo xin đầy đủ những giấy tờ cần thiết, kết hợp với cơ quan chính quyền địa phương để có thể đưa các phần quà, gạo đến các điểm cần giúp đỡ. Tôi và chồng tuân thủ giãn cách, ở nhà điều phối các khâu chứ không đi trao quà trực tiếp như trước. Hơn 10 năm qua, tôi bỏ tiền túi hoạt động thiện nguyện. Hàng năm, tôi đều tổ chức 4 đợt gồm tặng quà cho bà con nghèo ăn Tết, hỗ trợ giày dép, quần áo ấm cho trẻ em vùng núi, tặng quà cho các bé mồ côi vào Trung thu và trao học bổng cho học sinh giỏi, nghèo dịp khai giảng. 2 năm nay tôi dồn tiền vào công việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch, thiên tai. Tôi ủng hộ quỹ vaccine COVID-19, trao 15 tấn gạo, các loại thực phẩm cần thiết, suất ăn cho dân ở khu phong tỏa, cách ly, các chốt chống dịch và bệnh viện dã chiến. Tôi cũng tặng 4 xe cứu thương dùng để cấp cứu, cứu trợ những trường hợp khó khăn. Chị gặp những áp lực gì khi làm công việc từ thiện? Tôi không áp lực gì nhiều vì tiền tôi phân bổ rõ ràng, phần nào cho cuộc sống, phần nào cho công việc và hoạt động thiện nguyện. Tôi tích góp tiền từ kinh doanh mỹ phẩm chạy sâu, làm giám khảo, đóng phim trong nhiều năm nên đủ tài chính lo cho bản thân cũng như tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giai đoạn này. Nghệ sĩ làm từ thiện gặp nhiều thị phi. Khi tôi tặng xe cứu thương, không ít người nói tôi khoe của, khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên, tôi luôn giữ tâm thế bình tĩnh, biết nhẫn nhịn, tiếp thu ý kiến để tránh những tranh cãi không đáng có. Tôi không kêu gọi quyên góp từ mạnh thường quân mà có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Chị giữ hạnh phúc cho tổ ấm như thế nào? Vợ chồng tôi gìn giữ hạnh phúc bằng sự hy sinh, thấu hiểu nhau trong cuộc sống, công việc. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, không bao giờ có chuyện ghen tuông.